Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam chưa chịu công bố tên nhóm người đi nhờ chuyền cờ của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 2 tháng 10, trả lời câu hỏi phóng viên hỏi về việc 9 người đi theo chuyền cờ của Chủ tịch Quốc hội thăm Hàn Quốc, sau đó bỏ trốn ở lại, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô nói về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã cung cấp thông tin đến báo chí và Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã có thông tin ban đầu. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kết quả cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo sau, ông Sô nói. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Chung nói tại cuộc họp báo này rằng bộ này chưa đủ thẩm quyền để công bố danh sách 9 người Việt bỏ trốn vì do các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam đang điều tra. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố, điều này rất đáng tiếc bởi đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng ở góc độ là người của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tôi khẳng định bộ này sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để làm rõ. Câu trả lời có thể chưa làm vừa lòng báo chí, tuy nhiên đến thời điểm này Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa thể thông tin về danh tính những người này. Ngay khi được cho phép chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí, ông Trung nói thêm. Đại diện của Kế hoạch và Đầu tư được VN Express dẫn lời nói bộ này thấy có trách nhiệm và đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và rà soát bộ quy trình để siết chặt việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia trong đoàn. Trường hợp phát hiện sai phạm của cán bộ liên quan đến việc lựa chọn doanh nghiệp, bộ sẽ xử lý theo quy định. Vào tuần trước, phản hồi lại tin đồn về việc có một số người thuộc nhóm trốn lại Hàn Quốc từ Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh được báo Tiền Phong dẫn lời nói: Tôi khẳng định Hà Tĩnh không có doanh nghiệp nào tham gia đi với đoàn đó. Mỗi doanh nghiệp được tham gia đi nước ngoài với lãnh đạo các bộ ngành chúng tôi đều phải lựa chọn sàng lọc kỹ càng, ông Trần Tú Anh nói. Báo này cho biết theo nhận định của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh không loại trừ khả năng một số cá nhân đội lốt doanh nghiệp thông qua các mối quan hệ ở trung ương hoặc các bộ ngành để được tham gia cùng với đoàn mà không qua sự giới thiệu của địa phương. Thông cáo của Quốc hội mới đây nói, theo những thông tin ban đầu, đây là vụ việc liên quan đến những người tham gia đoàn các doanh nghiệp Việt Nam dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức không thuộc thành phần đoàn công tác của đoàn Quốc hội Việt Nam. Thông cáo nói tiếp, thị thực nhập cảnh cấp cho những người này đã để đi dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc chứ không phải thị thực ngoại giao, tham dự thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Để thuận tiện cho việc tham dự diễn đàn, đoàn doanh nghiệp này đã đi nhờ chuyền cờ của đoàn công tác Quốc hội Việt Nam. Trước khi đoàn này về nước, cơ quan hữu quan đã phát hiện có 9 người bỏ trốn cố ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật. Văn bản của Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên xác nhận rằng ngay khi vụ bỏ trốn được phát hiện, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản trao đổi với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao để phối hợp Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để tìm ra những người này để đưa về Việt Nam. Nhưng đến nay chỉ mới có 2 người được đưa về Việt Nam, còn 7 người kia hiện đang không rõ tung tích ở đâu. Trái với nhận định của một số nhà phân tích về tình hình nội bộ chính trường Việt Nam khi cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm trọn quyền lực khi ngồi hai ghế tứ trụ quan trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Song kể từ tháng 6 năm 2019 đến hẹn lại lên như thường lệ, những thông tin đấu đá về cuộc chiến phe nhóm chính trị trong nội bộ Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu được khởi động và xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, đài truyền hình Hàn Quốc MBC đưa tin đã có 9 người trong phái đoàn Quốc hội Việt Nam thăm Hàn Quốc do bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã bỏ trốn ở lại nước này hồi tháng 12 năm 2018.
Tin cho biết thêm phái đoàn này của bà Ngân có tổng cộng 162 người, trong đó có 20 bộ trưởng và thứ trưởng đi trên một máy bay chuyên cơ của Vietnam Airlines. Được biết, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Hàn Quốc trong năm 2018 và là chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị này. Qua tìm hiểu được biết, phía Hàn Quốc cũng không biết sự việc này xảy ra phải đến đầu năm 2019, một trong số 9 người bỏ trốn nói trên ra trình diện để xin về Việt Nam. Và sau đó, chính quyền sở tại bắt được thêm một người nữa và trục xuất trở về Việt Nam. 7 người còn lại hiện vẫn chưa bị bắt, dù 9 tháng đã trôi qua. Đa số những người am hiểu về nội tình Việt Nam đều biết rằng 9 người bỏ trốn nói trên lấy tư cách doanh nhân đã chịu mất tiền để được phép vào đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội và Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Đây là hiện tượng khá phổ biến với mục đích để các doanh nhân đại diện các doanh nghiệp được tham gia tháp tùng lãnh đạo nhà nước đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các nước. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, phía bạn đã mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu tại sự kiện nêu trên, và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho đoàn doanh nghiệp đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Qua đó để thấy bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không có sự liên quan và hầu như không có trách nhiệm trong vụ việc này. Nếu có thì trách nhiệm phải thuộc về Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đơn vị chủ trì chương trình này. Sự việc 9 doanh nhân người Việt tháp tùng đoàn của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã bỏ trốn ở lại Hàn Quốc là một vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia. Nghiêm trọng hơn, vụ việc vừa kể là một hiện tượng phổ biến ở hầu hết các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương, khi các viên chức nhà nước Việt Nam lạm dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân và làm mất thể diện quốc gia. Cho dù theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định khi cho rằng đơn vị khi được giao chọn lọc thẩm định danh sách đoàn đi đã làm rất nhiều việc và làm hết sức cẩn thận, xem xét từng đối tượng rồi gửi các cơ quan hữu quan có trách nhiệm để họ thẩm tra cho ý kiến. Vì thế trong vụ việc này có nhiều ý kiến cho rằng Bộ Công an cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người đi nhờ máy bay chở Chủ tịch Quốc hội rồi trốn ở lại Hàn Quốc trái phép. Hành vi của 9 người này cấu thành tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Và dù cố ý hay không, những người xét hồ sơ tạo điều kiện cho 9 người lên cùng chuyến bay chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội rồi trốn ở lại cũng cần được xem xét về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo Điều 349 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, với mức hình phạt nhẹ theo khoản 1 điều luật từ 1 đến 5 năm tù, khoản 2 nặng hơn là từ 5 đến 10 năm tù giam. Lâu nay có một số ý kiến cho rằng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một nhân vật trung dung, không tham gia vào đấu đá nội bộ. Có lẽ những ý kiến tương tự như vậy là do người ta quên mất rằng tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11 kết thúc hôm 11 tháng 5 năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân dưới sự bảo trợ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng khi ấy đã vượt lên trên ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ là những thân tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để giành được hai vé vào Bộ Chính trị. Điều đó cho thấy ảnh hưởng của ông bà Dũng tuy có mờ nhạt hơn song vẫn còn tồn tại khá mạnh mẽ trong chính trường Việt Nam. Mới nhất ngày 25 tháng 9 năm 2019 tại Hội thảo Khoa học đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, ông Lê Minh Thông, trợ lý Chủ tịch Quốc hội đã cho rằng nếu bí thư do đại hội bầu, mọi thứ sẽ khác. Theo đó, trợ lý Chủ tịch Quốc hội thấy rằng cần tổng kết việc thí điểm Đại hội Đảng bầu trực tiếp bí thư để tiến tới bầu trực tiếp bí thư ở các đại hội, kể cả ở các cấp cao nhất là Tổng Bí thư. Nói một cách thẳng thắn ra là trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Thông đã gián tiếp bác bỏ quy hoạch hơn 200 nhân sự cao cấp vào diện Ủy viên Trung ương Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 13,
2021 đến 2026 đã trình hội nghị Trung ương 9 của tiểu ban nhân sự mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban. Theo đánh giá chung của đa số đảng viên Đảng Cộng sản cho rằng quy hoạch hơn 200 nhân sự về thực chất là một tiểu xảo trong việc thao túng nhân sự của Tổng Bí thư Trọng và tay chân của ông ta trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo cao cấp. Đáng chú ý, ông Thông đã đề nghị mọi người cùng suy nghĩ để hoàn thiện việc có nên bầu cử trực tiếp chức vụ bí thư ở các đại hội, kể cả cấp cao nhất là Tổng Bí thư trong kỳ đại hội Đảng khóa 13 sắp tới. Đây là một sự thách thức quyền lực đối với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao thông tin 9 người Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc vô tình hay hữu ý đến bây giờ mới được truyền thông Hàn Quốc đề cập tới? Và tại sao ông Tư Sang, một cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau sự kiện này đã phát biểu nhận xét về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi cho rằng chỉ có mỗi đoàn chuyên cơ cũng không quản được thì còn làm được việc gì? Nếu biết rằng thông thường ở các nước có tự do báo chí như Hàn Quốc thì bạn có thể bỏ tiền để nhờ họ đăng tải những tin tức tương tự như vậy. Điều đó không loại trừ khả năng có bàn tay nhem nhuốc nào đó đã nhúng vào scandal này của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đáng chú ý, sự việc trợ lý Chủ tịch Quốc hội thấy rằng cần tổng kết việc thí điểm Đại hội Đảng bầu trực tiếp bí thư để tiến tới bầu trực tiếp bí thư ở các đại hội, kể cả ở cấp cao nhất là Tổng Bí thư, đã xảy ra ngay sau vụ việc đài truyền hình MBC của Hàn Quốc hôm 23 tháng 9 đưa tin. Đã có 9 người trong phái đoàn Quốc hội Việt Nam do bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu bỏ trốn ở lại nước này hồi tháng 12/2018. Đã không ít người đã đặt dấu hỏi về tương lai chính trị của bà Ngân sẽ ra sao trong thời gian sắp tới. Đây có lẽ là lần đầu tiên thể hiện rõ nét sự bất đồng quan điểm, mâu thuẫn giữa Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Giữa lúc mâu thuẫn giữa chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Trọng cũng ngày càng bị khoét sâu hơn khi ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đang đến gần. Nội bộ cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa hình thành thế chân vạc và tam quốc tranh chấp đấu đá quyền lực trong đảng sẽ có nhiều chuyện để xem. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp của chúng tôi một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin dành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.